Chơi nghệ sĩ, một lần nữa mời quay trở lại với chương trình Một nghệ sĩ với con đường ca hát hơn 40 năm, cùng rất nhiều kỳ tích mà một ca sĩ có thể đạt tới. Ca sĩ Ngọc Ánh trở lại cùng Chơi nghệ sĩ và kể câu chuyện của một nữ hoàng bằng cassette. Tên trong con u mê rồi phai trên hàng mi cho khi Đời nghệ sĩ với sự trở lại của ca sĩ Ngọc Ánh được phát sóng vào lúc 19:15 chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024 trên VTV9.